Cô chào tất cả các em học sinh cùng đến với tiết luyện từ và câu lớp 4 tuần 5. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em tiết luyện từ và câu, mở rộng vốn từ, trung thực, tự trọng. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 48, chúng ta sẽ cùng học bài nhé. Bây giờ, cô và các em cùng nhau tìm hiểu bài 1 nhé. Bài 1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với trung thực. Ở bài 1, chúng ta có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là tìm từ cùng nghĩa. Yêu cầu thứ hai là tìm từ trái nghĩa với trung thực. Như vậy, các em hiểu trung thực là gì? À, trung thực là một đức tính tốt của con người. Chỉ những người sống thật thà, ngay thẳng, không nói sai, không nói dối. Cô có ví dụ về từ cùng nghĩa với từ trung thực, đó là từ thật thà. Từ trái nghĩa với từ trung thực, đó là từ gian dối. Như vậy, các em đã hiểu được yêu cầu của bài tập này rồi, đúng không nào? Bây giờ, các em hãy bấm dừng màn hình lại và làm bài nhé. Cô tin chắc các em đã tìm được rất nhiều từ rồi. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem kết quả nhé. Từ cùng nghĩa với từ trung thực là thật thà, thẳng tính, thẳng thắn, ngay thẳng, ngay thật, chân thật, thành thật, thật lòng, thật tình, thật tâm, chính trực. Từ trái nghĩa với từ trung thực là gian dối, dối trá, gian lận, gian manh, gian trá, lừa bịp, lừa đảo, lừa dối, bịp bợm, lừa lọc. Cô chúc mừng tất cả các bạn đã tìm được nhiều từ giống như cô nhé. Chúng ta sẽ sử dụng các từ ngữ này để làm bài tập số 2 nhé. Bài 2. Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực. Cô có ví dụ như sau. Bạn Hoa rất thật thà. Trong câu này, cô đã sử dụng từ thật thà là từ cùng nghĩa với từ trung thực. Để đặt câu, các em lưu ý, khi đặt câu, đầu câu chúng ta sẽ phải viết Hoa và cuối câu chúng ta sẽ phải có dấu chấm. Ví dụ 2. Dối trá là một đức tính xấu. Trong câu này, cô đã sử dụng từ dối trá là từ trái nghĩa với từ trung thực để đặt câu đó. Các em hãy chọn cho mình một từ ở bài tập 1 để đặt cho mình một câu đúng nhé. Chúng ta đã tìm được các từ cùng nghĩa, từ trái nghĩa với từ trung thực và đã biết đặt câu với các từ đó. Bây giờ, các em hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từ tự trọng qua bài số 3 nhé. Bài 3, dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng? A. Tin vào bản thân mình. B. Quyết định lấy công việc của mình. C. Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình. D. Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác. Các em hãy suy nghĩ thật kỹ và tìm đáp án đúng nghĩa của từ tự trọng nhé. Chắc các em đã có đáp án của mình rồi. Và đáp án của cô là đáp án C. Cô chúc mừng tất cả các em đã có đáp án đúng nhé. Như vậy, tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình. Vậy những câu còn lại là nghĩa của từ nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Câu A, tin vào bản thân mình, có nghĩa là tự tin. Câu B, quyết định lấy công việc của mình, có nghĩa là tự quyết. Câu D, đánh giá mình quá cao và coi thường người khác, có nghĩa là tự cao hoặc là tự kiêu. Trong các từ tự tin, tự quyết, tự trọng, đây là ba đức tính tốt mà các em cần phải học tập đó. Còn tự cao hay tự kiêu thì là một đức tính mà chúng ta không nên học tập nhé.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các câu tục ngữ thành ngữ nói về tính trung thực và lòng tự trọng qua bài số 4 nhé. Bài 4, có thể dùng những thành ngữ tục ngữ nào dưới đây để nói về tính trung thực hoặc về lòng tự trọng? A. Thẳng như ruột ngựa. B. Giấy rách phải giữ lấy lề. C. Thuốc đắng giả tật. D. Quay ngay không sợ chết đứng. E. Đã cho sạch, rách cho thơm. Để làm được bài tập này, các em phải hiểu được nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ này. Bây giờ, các em hãy dừng video lại và chúng ta hãy tìm hiểu nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ này nhé. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ nhé. Câu A, thẳng như ruột ngựa, ý nói tính tình thẳng thắn, không lươn lẹo. Câu B, giấy rách phải giữ lấy lề, dù có nghèo khổ khó khăn hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn phẩm chất đạo đức và lòng tự trọng. Câu C, thuốc đắng giả tật, thuốc có đắng mới có thể khỏi bệnh, lời có chân thật, thẳng thắn mới có thể giúp nhau tiến bộ. Câu D, cây ngay không sợ chết đứng, những người ngay thẳng, không làm việc xấu thì không cần phải sợ bất cứ điều gì cả. Câu E, đói cho sạch, rách cho thơm, dù trong bất cứ hoàn cảnh đói khổ, vất vả, cũng phải giữ gìn danh dự và phẩm giá của mình. Các em đã nắm được ý nghĩa của những câu thành ngữ tục ngữ này rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ sắp xếp những câu thành ngữ tục ngữ này vào hai nhóm. Nhóm thứ nhất để nói về tính trung thực, nhóm thứ hai để nói về lòng tự trọng. Bây giờ, các em hãy dừng video lại và chúng ta cùng hoàn thành bài nhé. Các em đã làm xong chưa nào? Bây giờ, chúng ta sẽ cùng kiểm tra bài nào. A. Thẳng như ruột ngựa, nói về tính trung thực. B. Giấy rách phải giữ lấy lề, nói về lòng tự trọng. Câu C, thuốc đắng giả tật, nói về tính trung thực. Câu D, cây ngay không sợ chết đứng, nói về tính trung thực. Và câu E, đói cho sạch, rách cho thơm, nói về lòng tự trọng. Trung thực và tự trọng là đức tính quý báu của con người. Từ xưa đến nay, cha ông ta đúc kết rất nhiều câu thành ngữ, tục ngữ để khuyên con cháu phải biết sống trung thực, thật thà, ngay thẳng. Cô hy vọng tất cả các em luôn là người trung thực, thật thà, tự trọng để sau này trở thành một người có ích cho xã hội. Ở nhà, các em ôn lại các kiến thức đã học và xem trước bài danh từ. Tiết học đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.